Lễ chào cơ đầu tuần sáng ngày 26 tháng 9 năm 2022 tại trường diễn ra với nhiều hoạt động vui tươi bổ ích để tuyên truyền luật giao thông đường bộ nhằm giúp các bạn đoàn viên học sinh có ý thức hơn trong việc tham gia giao thông và hình thành văn hóa giao thông. Đoàn trường phối hợp với thầy cô tổ bộ môn giáo dục công dân, tổ chức thi đấu vui biển báo giao thông. Thầy Lưu Trung Cang đã giải thích, làm rõ thêm các ý nghĩa biển báo cơ bản thường xuyên gặp trên các tuyến đường giao thông và một số lưu ý khi tham gia giao thông an toàn hy vọng các hoạt động sinh hoạt dưới cờ sẽ là những hoạt động hấp dẫn luôn nằm trong sự chờ đợi của các bạn học sinh khi đến trường đầu tuần